Nó giờ mấy anh em múc nước ra đang rửa cắt nước thùng thùng nước đầu máy đó để cho nó thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ, rồi cái đề thử nó chạy không các bạn. Chứ hiện tại là máy cắt đang bị dính máy nữa các bạn. Để máy kéo chạy ra, mình giăng máy kéo ra, mình sẽ quay cận cảnh anh em vệ sinh thùng nước rồi để thử rồi nó có chạy không nha các bạn. Cái hiện tại là nó nóng nước rồi, nó khô nước hay sao không biết mà nó dính máy luôn đó các bạn. Đang chạy mà nó lên khói đen bựng bựng rồi dính máy luôn, tắt máy ngang luôn. Đâu có vô gió được đâu. Giờ chăm nước thùng nước nữa các bạn. Rồi, thùng nước khô luôn các bạn. Khô nước luôn, nước luôn. Chi vậy nó mới dính. Nóng quá khô nước nó dính máy luôn các bạn. Dính máy luôn rồi. Xin bít á, không hay. Nè, né né không né rồi. Nói ông cứ nói nè. Nói gì? Chắc này mới dép được rồi, xịt tối rồi. Chạy được nơi nó chạy. Đặt máy tính móc xíu chết à. Thấy nó mà ăn dừa còn chết. Giờ cầm thêm chai nữa nha bạn. Vẫn chưa đầy nha. Nói yêu em làm chi vậy? Tao muốn đi vui hơn ở trong nhà mày. Nào đi Mỹ bà. Hả? Nào đi Mỹ hả? Bạc. Bạc hả? Bạc hả? Mà bạc nào, bạc tí không còn đó không? Còn nữa hả? Sôi nước luôn mà. Bạc hả? Sôi nước lên khói luôn. Bắt thang lên hỏi. Đi nữa không? Chưa đầy mà. Hết hai xô đó đó, bây giờ. Bắt bên lội vô lấy bây giờ. Mấy tìm cái thùng này đó. Thông minh quá ăn rồi. Né cậu vào bắn không á, nước sôi bắn đó, bịch hơi bắn đó. Kêu chú Quỳnh ra bên tay đứng cho nó xì. Chăm nước bình con luôn nha. Cái dùng chân nó cho không dính vô bộ nó lừa. Muốn tào lao của bạn không? Một chân anh ta vậy đó, anh dùng dính anh ta là trời.
kiếm đồ lao à, đi được bao chứ? 2 kiếm. Đồ lao quá kìa. Quay đi ra. Được rồi, ông Ngọc đâu có chạy miếng này đâu. Không có, miếng của bột Ngọc á, mấy kia chạy với đâu, mấy đâu có chạy đâu. Dù rồi không Ngọc, không có xuống đây được luôn á. Đánh không? Ừ. Hà dây chiếc, ma dây chiếc hả? Ừ. Đúng vậy, nó còn qua máy nữa mà. Thùng nước không 5-6 lít rồi, qua máy nữa. Nè, được không? Được. Chưa đâu, chưa đầy đâu. Còn qua máy nữa cho bọn. Má, đẹp hơn bể ống. Bể ống nước luôn hả? Đừng chạy chống mượn xe đi gì vậy, lấy coi xe em nội. Ồ, mượn cũng cho lắm. Không cho. Chứ giờ mượn xe chứ gì anh? Hả? Mượn xe chạy dưới cái. Sao vậy? Nhà cho má. Để mày kéo đi luôn, giống luôn. Bỏ mày xuống nước xuống.